thông tin lý lịch tiểu sử khổng tú quỳnh khổng tú quỳnh sinh 22 tháng 11 năm 1991 tại thành phố Hồ Chí Minh được biết đến với vai trò là một trong những ca sĩ thành công với dòng nhạc tin pop ở Việt Nam Môn Sơ cô còn là người mẫu của các tạp chí tuổi tin người mẫu quảng cáo sản phẩm tin cô cũng tham gia nhiều chương trình truyền hình 100 triệu một phút. Cùng nhau tỏa sáng 2015 Khổng Tú Quỳnh từng là người mẫu trên các báo tuổi tin. Tuy nhiên chưa hề xuất hiện trên sân khấu lớn bao giờ. Sau khi gia nhập công ty New Gần Entertainment, lần đầu tiên cô xuất hiện trên sân khấu lớn hơn 5.000 người với ca khúc tiệm bánh dâu Tây và đã gây ấn tượng với khán giả. Từ lúc đó mà khổng tú Quỳnh có nickname là cô bé dâu Tây. Cô càng thành công hơn sau khi thể hiện các ca khúc như nhớ lắm. Lạnh, được gọi là idol sáng giá cho văn hóa 9X nên cô nàng dâu Tây được nhiều thương hiệu lựa chọn. Làm đại sứ như game chiến quốc, nước hoa press, gummy cô cũng đã có một shop thời trang mang tên Kira ngày 9 tháng 8 năm 2009, album Dâu Tây Story được phát hành, được xem như là một món quà cảm ơn sự ủng hộ của các bạn đã dõi theo Quỳnh trong suốt chặng đường. Âm nhạc của cô, ngày 9 tháng 9 năm 2009, album More Khổng Tú Quỳnh Trai To Up với hình ảnh ECS Boy cá tính và thử sức hát và nhảy với dòng nhạc underground. Sau album này, phong cách của Khổng Tú Quỳnh cũng trưởng thành hơn và những sản phẩm âm nhạc về sau của cô cũng khác so với trước kia. Vào tháng 8 năm 2014, Khổng Tú Quỳnh đã tách ra khỏi công ty quản lý cũ là công ty New Gần để đầu quân vào công ty mới là 6THC Entertainment cũng là công ty quản lý đông nhi hiện giờ ngay sau khi vào công ty mới khổng tú quỳnh đã tung ra mv đừng cố níu kéo đánh dấu sự trở lại sau một thời gian im ắng